Hơn từng 7 tuổi nhưng nhìn mặt mộc của Lê Phương, chồng trẻ không yêu mới lạ. Không có sự trợ giúp của phấn son, nhan sắc của Lê Phương khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, thì mới đây Lê Phương đã về chung một nhà với Trung Kiên. Mặc dù hơn bạn trai 7 tuổi và bị gia đình hai bên phản đối, nhưng bằng tình yêu của mình, cả hai đã vượt qua và nhận được lời chúc phúc của mọi người. Lê Phương và Trung Kiên được xem như là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Cả hai đều được yêu mến bởi tài năng và cả ngoại hình xứng đôi vừa lứa. Lê Phương thường được ca ngợi nhan sắc trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Ngay cả khi rũ bỏ lớp trang điểm, những đường nét trên khuôn mặt của nữ diễn viên không thay đổi là bao. Không sở hữu làn da trắng như nhiều người đẹp khác trong showbiz Việt, Lê Phương gây ấn tượng với làn da nâu bóng khỏe. Cô nàng tự tin khoe mặt mộc trên trang cá nhân, những hình ảnh giản dị của nữ diễn viên rất được khán giả thích thú. Ở tuổi 31, Lê Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ với làn da nâu săn chắc, căng bóng khiến nhiều người phải ganh tị. Cận cảnh gương mặt đẹp không tì vết của người đẹp sinh năm 1985. Nhìn mặt mộc của Lê Phương như thế này, chồng trẻ không yêu mới lạ. Mỗi khi rảnh rỗi, Lê Phương thường để mặt mộc và tự tin selfie cùng người thân bạn bè, nhất là với ông xã Trung Kiên. So với bà xã, khuôn mặt mộc của Trung Kiên cũng không kém cạnh là bao. Gương mặt trước và sau trang điểm không có nhiều sự khác biệt. Trung Kiên cũng sở hữu làn da nâu trắng khỏe và căng bóng. Tuy nhiên, anh chàng vẫn để lộ nhiều khuyết điểm khi rũ bỏ lớp phấn son. Cận cảnh gương mặt mộc có chút kém sắc của ông xã Lê Phương. Chính vì điều này nên thỉnh thoảng Trung Kiên lại đeo khẩu trang chụp ảnh, trong khi bà xã lại tự tin khoe mặt mộc của mình. Hơn 7 tuổi nhưng khi để mặt mộc đứng cạnh ông xã, Lê Phương vẫn xinh đẹp và hoàn toàn không nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Thậm chí khi không trang điểm, trông Lê Phương còn trẻ trung hơn cả Trung Kiên. Mặt mộc đáng ghen tị của cặp đôi trai tài gái sắc. Cuộc tái xuất đáng kinh ngạc của những sao Việt tưởng chừng đã giả từ showbiz. Màn tái xuất ấn tượng của Đức Phúc đã làm nhiều người liên tưởng đến những trường hợp tương tự trong làng giải trí Việt. Mất hút một thời gian dài và trở lại với sự bùng nổ chính là điều dễ thấy ở Võ Hoàng Yến, Bảo Thi, Hà Anh Tuấn hay Quang Vinh. Tuy mỗi người mỗi cách chào xưng khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm chung là may mắn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Từ quán quân đồ vôi bị chơi tơi tả đến mỹ nam vạn người mê, không giống như nhiều nghệ sĩ đánh dấu sự trở lại bằng một buổi họp báo trước báo chí. Hay họp fan, Đức Phúc bất ngờ tái xuất bằng một clip trên mạng xã hội trong hình ảnh hoàn toàn mới. Sự thay đổi của quán quân The Voice 2015 đã khiến nhiều người hoang mang trước những nghi ngờ và đồn đoán. Cuối cùng, học trò của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức lộ diện, dù các đường nét trên gương mặt chưa ổn định. Chuyện Đức Phúc thẩm mỹ đã trở thành đề tài bàn tán trong nhà ngoài ngõ suốt nhiều ngày. Nhiều nghệ sĩ dành lời có cánh cho sự trở lại của chàng trai nhút nhát bước ra từ Giọng Hát Việt 2015. Ngay cả chính huấn luyện viên Mỹ Tâm cũng phải ngỡ ngàng với sự thay đổi không tin nổi của học trò. Tuyên bố từ giả sàn diễn và sự trở lại thăng hoa của bậc thầy các quốc Việt. Cuối năm 2015, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Trước đó, người đẹp sinh năm 1988 được mệnh danh là một trong những chân dài đẳng cấp nhất Việt Nam với những màn cách quốc điêu luyện. Sau khoảng thời gian ẩn tu, siêu mẫu họ Võ bất ngờ trở lại với vai trò cố vấn, giám khảo chuyên môn của cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model 2017. Cũng có những nghi ngờ bất an về năng lực của Võ Hoàng Yến so với các giám khảo trước như siêu mẫu Thanh Hằng hay Xuân Lan. Tuy nhiên, suốt chặng đường cuộc đi qua, chân dài này đã khiến khán giả nể phục. Ngoài sở trường cắt quốc, Võ Hoàng Yến còn có những màn thị phạm xuất sắc. Thần tượng tuổi teen một thời quyết chinh phục cuộc thi để tìm lại chính mình. Những ai theo dõi hành trình âm nhạc của công chúa tuổi teen ắt hẳn vẫn còn cảm giác bẽ bàng khi chứng kiến 3 năm vắng bóng của Bảo Thi trong làng giải trí. Các fan của nữ ca sĩ dường như tuyệt vọng khi liên tiếp nhận được nhiều thông tin về việc thần tượng từ giã sân khấu, dự định chuyển ra nước ngoài sinh sống cũng đã được Bảo Thi lên kế hoạch cụ thể. Cho đến cuối năm 2015, khi I'm Sorry Baby nhận được nhiều phản hồi tích cực, Bảo Thi quyết tâm lấy lại hình ảnh. Trong năm 2016, cô đều đặn cho ra sản phẩm với sự đầu tư hoành tráng. Công chúa bong bóng ngày nào nay đã bước sang một trang mới với sự quyết liệt quyến rũ và tràn đầy tươi mới. Cú hích lớn trong sự trở lại lần này của Bảo Thi chính là chinh phục danh hiệu cao nhất The Remix 2017. Sau nhiều biến cố, công chúa ngày nào trở lại mạnh mẽ gấp ngàn lần hơn.
sự trở lại ngẫu nhiên nhưng đầy quyết liệt của Hà Anh Tuấn đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát. Hà Anh Tuấn tung ra bản hit làm điên đảo những người đam mê nhạc Việt. Không chỉ là giai điệu đẹp, ca từ hấp dẫn, giọng hát quyến rũ, mà Tháng Tư là lời nói dối của em còn gây chú ý khi có sự góp mặt của siêu mẫu Thanh Hằng. Live show kỷ niệm 10 năm ca hát của Hà Anh Tuấn đã thu hút đông đảo khán giả đến mức bản thân anh còn không thể tin nổi sức hút của mình vẫn lớn đến thế. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ tài năng còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ dự án Xin Xin Xe. Những bài hát ghi dấu ấn một thời của ca sĩ tài hoa như Đức Trí, Bảo Chấn được Hà Anh Tuấn thể hiện vô cùng mộc mạc, suy tư và đậm chất riêng. Mới đây nhất, ngay sau khi công bố live show chính thức vào tháng 9 tại Hà Nội, Hà Anh Tuấn rất bất ngờ khi chỉ sau 2 tiếng mở màn, tất cả đã bán được hết vé, điều mà bất kỳ ca sĩ nào khi làm show cũng ao ước. Hoàng tử Sơn Ca đỉnh đạt với những sản phẩm gây tò mò ngày tái xuất. Sau thời gian dài yên ắng và dường như mất hút khỏi showbiz, Hoàng tử Sơn Ca bất ngờ trở lại với điều buồn tên khiến người hâm mộ nức lòng. Vẫn một quang vinh nhẹ nhàng tình cảm chiếm trọn trái tim khán giả bằng sự ngọt ngào và sâu lắng, nhưng hoàng tử ngày ấy đã sâu sắc hơn rất nhiều. Được biết, trong suốt thời gian rời bỏ nghệ thuật, Quang Vinh trải qua nhiều biến cố gia đình, là một trong những thiếu gia có tiếng Sài Gòn, nhưng những điều bên trong Quang Vinh vẫn là câu chuyện riêng không thể nói hết. Cùng với đó là nhiều khó khăn trong nghề nghiệp buộc nam ca sĩ phải từ bỏ con đường âm nhạc. Mối quan hệ chị dâu em chồng của Hà Tăng và Thủy Tiên có thật sự tốt đẹp? Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, mối quan hệ chị dâu em chồng của Sao Việt có thuận hòa? Không ganh ghét bất hòa mà trái lại, nhiều Sao Việt vẫn giữ được mối quan hệ chị dâu em chồng hết sức tốt đẹp. Tăng Thanh Hà và em chồng Thảo Tiên làm dâu trong một gia đình giàu nước khố đổ vách và đông anh chị em, vừa là cơ hội vừa là thử thách lớn với ngọc nữ màn ảnh Việt. Chồng Hà Tăng luôn yêu nguyện có em gái tên là Thảo Tiên, cô nàng này nổi tiếng trong giới hội con nhà giàu châu Á. Tuy vậy, Thảo Tiên không chảnh chọe làm khó Hà Tăng mà trái lại rất thân thiết, khiến nhiều người nhầm tưởng cả hai là chị em ruột. Sở hữu khả năng ngoại giao tốt, cô thường thấp tùng anh trai Lô Uy Nguyễn và chị dâu trong các sự kiện. Hà Tăng thường xuất hiện cùng em chồng tại sự kiện, hành động thân thiết của nữ diễn viên với em chồng khiến nhiều người nhầm tưởng cả hai là chị em ruột. Thủy Tiên và em chồng Khánh Chi. Nhiều fan rất tò mò về mối quan hệ của Thủy Tiên với gia đình chồng, đặc biệt là em gái Công Vinh Khánh Chi. Được biết, mối quan hệ chị dâu và em chồng giữa hai người cực kỳ tốt đẹp, thân thiết như hai chị em gái trong nhà. Hai người vốn thân nhau từ trước khi Thủy Tiên và Công Vinh nên duyên. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, lúc chỉ là nghi án yêu đương, Thủy Tiên đã nói rằng mình đến để gặp em gái Công Vinh, chứ chẳng phải gặp chàng cầu thủ, bởi hai người là bạn thân của nhau. Cũng chính cô em chồng này là cầu nối giúp Công Vinh cưa đổ Thủy Tiên. Nói về chị dâu, Khánh Chi không ngần ngại thể hiện sự quý mến và ngưỡng mộ. Cả hai chị em thường đi chơi mua sắm cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi. Vào tháng 6 vừa qua, Công Vinh bị chỉ trích trước thông tin em gái bỏ chồng sang Singapore hát quán bar và bị nghi giật chồng người khác. Sau đó Thủy Tiên cho rằng vợ chồng cô đã làm hết sức để giúp gia đình, còn việc Khánh Chi đi cướp chồng người khác, vợ chồng Thủy Tiên không quản được. Dù thân thiết đến mấy, Thủy Tiên cũng không chấp nhận cuộc sống của chồng bị ảnh hưởng từ scandal Khánh Chi. Ngọc Thạch và em chồng. Ngọc Thạch và Đỗ Bình Dương được xem là một trong những cặp đôi đẹp showbiz Việt. Trước khi đám cưới, cô có thời gian gắn bó với gia đình chồng, nhất là em gái Bình Dương. Trong sinh nhật chị dâu, cô em chồng đã gửi cho Ngọc Thạch một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật với những tâm sự đáng yêu. Trước khi em gặp chị, anh Dương nói bạn gái anh là người mẫu. Lần đầu gặp chị ở Nha Trang, lúc đó em rất ngại không dám nói chuyện với chị. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ đó đến nay đã 2 năm. Chị luôn giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn, muốn gì chị cũng đồng ý, trừ khi dùng điện thoại. Em chúc chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc, em luôn coi chị như chị ruột, em yêu chị nhiều, Ngọc Thạch. Món quà ý nghĩa Ngọc Thạch được em chồng tặng trong ngày sinh nhật. Hồ Ngọc Hà và chị dâu. Dù là chị dâu em chồng nhưng mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Hoài Lê vô cùng tốt đẹp. Được biết, chị dâu Hồ Ngọc Hà từng làm ngân hàng nhưng sau chuyển sang kinh doanh quán cà phê. Vì công việc không quá bận rộn nên Hoài Lê thường có mặt tại các sự kiện giải trí mà Hồ Ngọc Hà tham gia. Trong mắt chị, Hà Hồ là cô em chồng rất tuyệt vời. Dù Hồ Ngọc Hà có vướng scandal gì, Hoài Lê vẫn âm thầm ủng hộ tinh thần em chồng. Chị dâu Hồ Ngọc Hà nhiều lần xuất hiện bên em chồng nổi tiếng. Chị dâu luôn động viên Hà Hồ mỗi khi em chồng vướng scandal. Hoa hậu Kỳ Duyên và chị dâu.
Dù đang học tập trong Nam, nhưng khi có thời gian rảnh, Hoa hậu Kỳ Duyên lại ghé nhà anh chị ở Hà Nội chơi. Theo thông tin tiết lộ thì chị dâu Kỳ Duyên có tên là Hoàng Oanh. Anh trai và chị dâu Kỳ Duyên đã có khoảng thời gian tìm hiểu và yêu nhau khá lâu trước khi tiến tới hôn nhân. Đám cưới của anh trai Kỳ Duyên được tổ chức theo phong tục truyền thống vào đầu năm 2016. Dù ít thể hiện, nhưng tình cảm Kỳ Duyên và chị dâu được cho là khá thân thiết. Cách đây không lâu, Kỳ Duyên đang ảnh chụp cùng cháu và khen chị dâu chụp ảnh đẹp. Hoàng Anh cũng vui vẻ, bình luận dưới chia sẻ của em chồng của mình.